Thưa quý vị, ngăn chặn kịp thời, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật được Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thực hiện rất hiệu quả. 6 tháng đầu năm nay, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 47 vụ với 32 đối tượng, qua đó giúp người dân an tâm lao động sản xuất và an ninh trật tự được giữ vững, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là đối tượng có hành vi cướp giật nhưng chưa thành thì bị người dân và lực lượng trinh sát hình sự Công an huyện Thống Nhất tóm gọn. Đối tượng tên Hồ Ngọc Sơn, 29 tuổi, thường trú tại huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng này đã có mấy tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật, bị xử 9 năm tù giam và 6 tháng tù treo. Trước đó vào lúc 21 giờ ngày 7 tháng 6, đối tượng Sơn đã có hành vi giật sợi dây chuyền vàng của chị M ở khu hội chợ trái cây tại thị trấn Dầu Dây, huyện Thống Nhất, nhưng giật chưa được thì bị bắt. Thì em tôi có tới hội chợ em xem, rồi em xem mà tới đó, thì em lúc em đi về thì em tới lúc mà em quay xe về là tới lúc chỗ cô Mai đó, là em tới xe rồi em có tay không có quạt cổ cô Mai. Còn đây là đối tượng Nguyễn Minh Vương, 23 tuổi, cầm đầu nhóm thanh niên 9 người ở huyện Định Quán chạy xuống quốc lộ 2 thuộc xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất để tụ tập đua xe lúc giữa đêm. Tuy nhiên, nhóm này nẹt bô xe gây ồn ào đã bị người dân đuổi đánh. Do bực tức nên sáng hôm sau, nhóm đối tượng này đã chuẩn bị các hung khí quay lại nhà dân đập phá quán, nhà cửa và chém chủ nhà. Cái lưỡi dao quẹt vô chán nạn nhân một đường. Thì nạn nhân la lên là công an, người dân la lên thì báo công an. Thì tụi em sợ quá, tụi em chạy ra ngoài. Trong khi em chém thì có Hoài Nam, Tú, Thái, Hoài Nam, Tú, Đạt. Mấy những người đồng phạm của em thì có đập những cái bàn cà phê với những cái ghế cà phê. Hiện công an huyện đang tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Công an huyện Thống Nhất, từ đầu năm đến nay đã phát hiện xử lý 47 vụ bắt giữ 32 đối tượng phạm pháp hình sự, triệt phá 7 vụ đánh bạc với 32 đối tượng và đã khởi tố điều tra. Riêng cơ quan điều tra Công an huyện Thống Nhất đang thụ lý 124 vụ với gần 160 đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thì lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Thống Nhất đã tiến hành điều tra triệt phá nhiều băng nhóm phạm tội trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thì dự báo tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp. Đội cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh quyết liệt đối với nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu. Đội cảnh sát hình sự cũng tham mưu ban lãnh đạo công an huyện tổ chức cho lực lượng 161 tiến hành tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, giúp dân an toàn lao động sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế xã hội, thì sự quyết tâm của tập thể Công an huyện Thống Nhất đã và đang là lá chắn thép vững chắc nhất để bảo vệ nhân dân, bảo vệ chính quyền.